Trong hành trình tìm kiếm giải pháp tối ưu cho việc bơm chất lỏng, đặc biệt trong ngành mỹ phẩm, chúng tôi đã tiếp cận một khách hàng tại Chương Mỹ, Hà Nội. Anh ấy cần một chiếc bơm không chỉ đáp ứng được yêu cầu về độ nhất cao mà còn phải hút hiệu quả từ miệng bồn. Với sự nhiệt huyết và chuyên môn cao, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã đến nhà máy để khảo sát thực tế, mang theo chiếc bơm cánh khế Ligao, một lựa chọn hàng đầu trong ngành. Tuy nhiên, việc lắp máy bơm ở đáy bồn sẽ đảm bảo một dòng chảy ổn định và hiệu quả hơn, tránh được nguy cơ hỏng hóc do chảy khô. Điều này không chỉ tối ưu hóa quá trình sản xuất mà còn kéo dài tuổi thọ của máy bơm. Bơm lốp be với khả năng bơm các chất độc hiệu quả là sự lựa chọn lý tưởng cho ngành thực phẩm, hóa mỹ phẩm và dược phẩm. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu khách hàng đã giúp chúng tôi không chỉ cung cấp một sản phẩm mà còn mang lại một giải pháp toàn diện đảm bảo sự thành công và phát triển lâu dài cho doanh nghiệp của anh ấy. Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới và tầm nhìn chiến lược trong ngành công nghệ hiện đại.